Xin chào các bác ạ, đây là một chiếc Honda City 2016. Bác chủ vừa lên một bộ combo, một đi cầm nhiệt độ 6.000 và một bộ V20 X-Line cho pha cốt các bác nhé. Bác có thể nhìn cận cảnh vào cái phần đi ạ. Với sản phẩm V20 X-Line này thì đang được bảo hành 3 năm. Còn sản phẩm F10 đi gầm thì đang được bảo hành 24 tháng các bác nhé. Đi kèm theo là mắt quỷ đổi màu ạ. Đây là ánh sáng khi mà chiếu lên tản căn đây các bác nhé. Hai chế độ pha cốt. Mình đạp phà. Tắt phà đi. Để. Các bạn quan tâm tới bất kỳ giải pháp tăng sáng hay đồ chơi cho xe thì hãy để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn, em xin chào các bạn.